Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Bạn đang tỉnh hay đang mê? Điều gì chắc chắn rằng mình không phải đang mơ màng? Trừ số hiếm trường hợp tỉnh táo khi đang mơ biết mình đang mơ. Đa phần hoàn toàn không biết mình mơ cho đến khi mình tỉnh dậy. Liệu khi tỉnh dậy có phải là một giấc mơ khác dài hơn, thật hơn? Bản ngã liệu có phải là những ảo ảnh được tạo ra bởi sự liên tục của những hình ảnh như Đức Phật nói? Dù bạn không tin vào nhân quả, không tin vào luân hồi, ở kiếp trước này, người mà tin những lời ma mị khiến tâm trí mình bất an, đó chính là đang mê. Quan niệm về chọn năm sinh con để được phước báo cho cha mẹ cũng như thế. Bạn chọn năm sinh con với tâm lý sao cho tốt nhất, giúp cho cha mẹ làm ăn phát đạt. Đây quả là một quan niệm cần cân nhắc lại. Với những bậc cha mẹ sáng suốt hơn, chọn năm, chọn ngày giờ sinh cho con sao cho đứa con có vận số tốt nhất. Nghĩ đến con trước rồi mới nghĩ đến bản thân sau. Các vị hãy cân nhắc lại trước tâm ý này. Khi dành quá nhiều tâm tư, tình cảm của mình vào một điều gì không chắc chắn xảy ra, tự bản thân sẽ thất vọng. Dễ thất vọng vào kết quả không như kỳ vọng. Thất vọng khi đứa con sinh ra có giới tính không như mong muốn. Thất vọng khi chúng không vâng lời. Khi các vị phiền não hay thất vọng vào con cái, đa phần do chính các vị tự đặt kỳ vọng, tự chiều cái nư của chính mình là chính. Những vị thuận duyên về đường con cái xem ra dễ an lạc hơn. Thậm chí với những người hiếm muộn con cái, đừng nói đến việc chọn năm sinh con, điều đó quả là xa xỉ. Với họ, bất cứ phương pháp nào, bất cứ bệnh viện nào có bác sĩ giỏi, họ dành rất nhiều thời gian, nhiều tiền của để mong muốn được mang thai, có được một đứa con. Người xưa bảo có phước có phần, nghiệp phước mỗi người có từng phần, phước về tài phú, tướng hảo, công danh, tình cảm. Con cái cũng như vậy, rất nhiều người đau khổ về con cái, nhưng cũng có nhiều nhà có con đông nhưng rất hòa thuận. Gia đình nào có con cái nên người hiếu thảo với cha mẹ quả là có phúc. Cha mẹ nhà ấy có phước báo đường con cái. Vậy mấu chốt vấn đề của con cái đây từ đâu ra? Họa phúc từ đâu có, phước từ đâu sinh? Đời này là quả thì nhân từ đời trước. Nhân lành quả thiện là điều không cãi bàn. Đời trước bạn mắc nợ, đời này chủ nợ mang hình hài con cái đến đòi, khiến cho bạn dễ phiền não. Bạn hãy thử tiến hành một cuộc khảo sát. Những người thành đạt ngày nay, trong quá khứ họ có được sinh theo cách chọn năm hợp tuổi với bố mẹ của họ hay không? Những người chọn năm sinh theo mong muốn trước kia, hiện nay có thành đạt hay không, có hạnh phúc hay không? Hoàn toàn là nghiệp quả. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này, xem mình có phước tài phú hay không, có phước gia đạo hay không. Muốn biết quả đời sau, hãy xem lại những gì chúng ta đang tạo tác và làm ở đời này. Không cần nói xa xôi, cách ta đối xử với cha mẹ, với con cái sẽ đối xử với ta cũng như thế. Cách ta đối xử với họ hàng, với hàng xóm, với người thân như thế nào, ta sẽ đón nhận điều tương tự. Một gia đình nọ có hơn 6 người con. Người mẹ dành tình yêu thương không được dung hòa, thương người này hơn thương người kia một cách quá mức, gây nên tâm lý ức chế của những người con. Nếu trước đây bạn ở trong hoàn cảnh này, khi còn nhỏ bạn chưa đủ hiểu biết nên không thể mở lòng thông cảm cho cha mẹ, vì chính bản thân họ thương yêu theo cảm tính. Người con được cưng chiều quá mức trở thành người hư hỏng. Những người con không được tình yêu thương từ mẹ lại mạnh mẽ và tự lập. Hóa ra cái gọi là được mất, may mắn hay xui xẻo là do góc nhìn. Những năm tháng về già của người mẹ, tính tình khó ở là những ngày đau đầu chăm sóc của người con trước kia đã được cưng chiều. Các người con còn lại, họ vẫn có trách nhiệm, nhưng trên tất cả, cái gọi là cảm, cái gọi là tình cảm, cảm thông, tình yêu thương từ chân thành từ người mẹ không được thực sự có, không thực sự tồn tại với họ trong quá khứ.
Nếu bạn vẫn mong muốn chọn năm sinh cho con, Khải Toàn chân thành khuyên các bạn hãy nên thuận duyên. Điều các bậc cha mẹ có thể làm là ban phước cho con mình, chính là trong giai đoạn thai giáo, giai đoạn giáo dưỡng đầu đời. Và quan trọng nhất chính là nhân cách sống của gia đạo. Cuối cùng, nếu có, là một cái tên hợp mệnh khuyết với con. Trong kênh Khải Toàn đã có 2 video nói về nghiệp duyên con cái và cha mẹ, 2 video có nên sinh con tuổi Dần Mão Thìn hay không, mời các bạn xem thêm. Thai giáo là giai đoạn vô cùng quan trọng khi bào thai còn trong bụng mẹ. Nhưng các vị lưu ý, giai đoạn thụ thai thì quan trọng không kém. Bạn đã từng nghe câu mang hận đầu thai, đã từng nghe câu này hay chưa? Chữ đầu thai nghe có vẻ thiếu nhẹ nhàng so với chữ tái sinh, nhưng trong trường hợp này phải dùng từ đầu thai. Trong thời kỳ đầu mang thai, nếu người mẹ vì nguyên do nào đó trong lòng chất chứa phiền não, trong lòng đầy oán giận, đó sẽ là một điều tồi tệ cho đứa trẻ. Con người trước khi qua đời, tâm thức minh mẫn, dù thân bất động nhưng tâm thức còn sáng, không oán giận điều gì, linh thức sẽ về cõi lành và tái sinh. Giống như ngày ngày bạn vô cùng lạc quan sẽ tìm đến những người có cùng năng lượng, cùng tần số. Ngược lại, một người khi hồn lìa khỏi xác, tâm thức chứa đầy oán giận, còn những điều chưa thể thực hiện, còn vướng mắc ở cõi trần, khó về cõi lành. Trong đời sống quá khứ, người càng nhiều thù hận, tự đeo vào mình, tự đeo vào tâm thức những hình tượng xấu xa, rất đáng ghét. Những hình ảnh của người đáng ghét chiếm hết cả tàn thức, không thể buông xả những oán giận cũ, sẽ đi vào 3 đường ác, khiến đời sau không thể đầu thai vào một gia đình tốt đẹp. Người có lòng thù hận càng lớn, khi chết linh quang sẽ càng trầm tích. Ánh sáng nó hấp thụ được là thứ ánh sáng của giận dữ, làm sao có thể về cõi lành. Thứ ánh sáng thù hận của linh thức này sẽ tìm đến nơi có ánh sáng cùng tần số, đó chính là người mẹ đang mang thai với lòng oán giận. Và khi ấy, đứa bé sinh ra trong một gia đình thiếu sự giáo dưỡng, một gia đình không êm ấm, thậm chí đứa bé có giai đoạn tiền vận rất là tối tăm. Dù giai đoạn trước người mẹ có tâm lý tốt lành, nhưng trong giai đoạn mang thai, tức giai đoạn thai giáo, sẽ đánh thức những giác quan của bé. Những giác quan này từ đâu? Tất cả xuất phát từ tâm tính, lời nói của những người bên cạnh và chính tâm lý của người mẹ. Người có tư tưởng hiện đại sẽ nghe nhạc thai giáo, nghe nhạc Mozart trong từng giai đoạn, giúp trí não phát triển rất tốt của đứa trẻ. Người có niềm tin về Phật Pháp thường truyền tai nhau bảo rằng nghe kinh Địa Tạng giúp bé trộm vía. Dù là phương pháp nào nhằm mang lại cho người mẹ và em bé trong bụng có được sự phát triển tốt nhất, đó chính là nhân lành. Vì vậy, các bạn không nên để tâm trí mình chất chứa hận thù, đừng để tâm trí mình mang hình tượng đáng ghét của người khác. Để làm được điều ấy, các bạn biết chọn tin tức hàng ngày để thu nạp, giống như việc ngày ngày chọn thức ăn, chọn trang phục, đoạn trừ thông tin thị phi, ngày ngày tu dưỡng tâm tánh qua nghe pháp, nghe những bài kinh hoặc hành thiền. Gần đây Khải Toàn trò chuyện với một anh gia chủ ngoài 50 tuổi, người gốc Hoa ở quận 5. Anh chị này có 4 người con, 2 người con lớn có công việc khá tốt, 2 người con gái còn lại vừa tốt nghiệp loại giỏi. Xem ra anh chị là người có phước đường con cái. Bản thân anh chị là người chân thiện, chịu khó làm ăn, giáo dưỡng điều thiện nên con cái được tốt lành. Chúng hiếu thuận và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Vì vậy, các bạn không nên lưu tâm đến con có hợp tuổi cha mẹ hay không. Thay vào đó là đời sống các bạn ít muốn biết đủ, đoạn trừ những việc có thể làm tâm trí phiền não. Tu dưỡng thanh tịnh, tu dưỡng tâm sẽ thanh tịnh, thân cũng thanh tịnh, thuận duyên đường con cái, đó chính là con đường dẫn đến an lạc.
Tuy nhiên, có một dạng phiền não phổ biến ở ngày nay về đường con cái mọi người thường dễ gặp. Đó chính là bắt con theo ý mình. Một cô gia chủ ngoài 40 có 3 người con. Cô chia sẻ, hai người con gái sau rất ngoan ngoãn hiền lành, chịu nghe lời. Duy chỉ có người con trai lớn làm cô dễ phiền lòng. Giả dụ bạn có một đứa con luôn làm trái ý, đó chính là đứa con liệt sanh, luôn làm bạn tức điên lên. Nếu bạn mở lòng, nhìn rõ chân tướng sự việc, chính đứa con này lãnh nghiệp của chúng. Đó là đứa con rất đau khổ, bạn chỉ là người cộng nghiệp, bạn càng thương yêu chúng hơn. Nhưng trong trường hợp cô, gia chủ này hoàn toàn không như thế. Cô phiền não vì chính cô mong muốn thúc ép con trai mình phải vâng lời, từ học hành quen bạn nào đến cả việc ăn uống. Người mà muốn người khác làm theo ý mình không phải muốn tốt cho người khác, đó chính là muốn chiều cái nư của chính mình. Bậc làm cha làm mẹ chấp vào việc tại sao con không nghe theo, chính là bậc cha mẹ tự mang phiền não vào lòng mình, gây áp lực cho con cái, khiến cho tâm thân không an ổn trong chính ngôi nhà của mình. Tâm ý thiện lành là tâm ý viên dung, dù có hay không có, dù độc thân hay kết hôn vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Người mà không để lòng những sai trái của người khác là người xả bỏ những phiền não khỏi tâm trí. Người mà biết tha thứ, biết buông xả, biết chấp nhận hoàn cảnh thực tại để tùy duyên, chính là người tự tích trữ cho mình những hạt giống quang minh của sự vui vẻ, của sự hạnh phúc. Người có được hạt giống quang minh tự khắc kết nối năng lượng cùng tần số. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.